qua một chú bán dầu và cầu mà bé. Chú bán anh ở lại làm chi? Con lè lè đánh trong thổi đèn, con bìm bìm thổi tò tí tè tò tè tò tè tò tè tò tè tò tè tò tè. Câu hát cũ nhưng khi nghe lại thì như gục thật tim gan. Đóng bít cửa và tắt hết đèn để nghe chuyện kể dân gian. Bỏ vào lon một hai viên kẹo xong rồi mình thắp cây nha. Vì âm binh sẽ cho phê vào tháng 7. Lướt đi ngao du và nhẹ nhẹ như nước chảy. Ít ai quan tâm và cũng ít khi nghe thấy. Nên người ta từng không tin cho tới khi được trông thấy. Nicky OTD anh không nên lúc. Vậy cậu cỡ dân chơi hay mang ra đi xin xuất. Lời đầu tiên nó xin ông bà bên trên phù hộ, nhưng mục đích chính là xin con số bên đập blue. Và nổi tiếng miền Tây chính là châu đốc An Giang. Thất Sơn bảy núi chứng dự linh hồn lang thang. Ai chờ ai đến 12 giờ đêm, tay chân lạnh toa nằm bên bờ cơ. Cả làng đi giờ cục qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu và cầu mà thế. Chú bán anh ở lại làm chi? Con lè lè đánh trong thổi đèn, con bìm bìm thổi tò tí tè tò tè tò tè tò tè tò tè tò tè tò tè tè tè. Bắc Kim Thang, oh Bắc Kim Thang, câu chuyện dân gian bắt đầu từ trong một ngôi làng. Chú bán ớt và anh bán dầu bắt đầu kết đôi thành bạn. Tình cảm anh em cô ho khăng khít như là bầu bí một vàng. Rồi con bim bim và con le le đưa cho đêm báo. Đừng đi ngang qua con sông kia trước khi đến 6 giờ. Vào đêm trăng ta rất dễ đục nước béo co. Đi qua đó nhớ phải ngó coi chừng mà da kéo giò. Cây cầu chân 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 chờ người đi thật qua là lấy mạng. Chìm lấy lên hồn để được ngày trở về dương gian. Trước ly ánh sáng chú bán dầu rơi vào đêm tàn. Không thể ngăn cản chú bán ớt không thể ngăn cản. Kết cục người đi ngang qua đây chỉ để lại xác thịt. Mắt buồn người ở lại làm chi giữa cuộc đời bất hạnh. Khi mà con bìm bìm le le hòa thanh cùng nhau. Cất tiếng hát cuối cùng là gửi đến cảnh báo đời sau. Cả làng đi giờ cuộc qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu và cầu mà thế. Chú bán anh ở lại làm chi? Con le le đánh trong thổi đèn, con bìm bìm thổi tò tít.